khi anh nói em nghe, nhìn em anh bối rối. Anh thua rồi tim em lắm lỗi. Anh chưa từng dám nói anh yêu một ai thế này. Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau, thì em cứ đi nhưng không được quên. Là tình yêu còn đông đầy xa như em còn đây. Động cơ cô min C300 nhá. Lòng một tấc 14, mã lực là 300 PS. Bán cho một người anh trai ở dưới Hạ Kiến An, Hải Phòng anh em ạ. Anh ấy xem trên mạng và biết đến cơ sở của em. Anh Út, anh ấy bảo là anh xem trên mạng nhìn thấy em, anh thực sự rất là quý em, tin tưởng em tuyệt đối luôn. Ông anh lên, anh ấy lên mua máy của cơ sở em nhá. Anh ấy chỉ chọn, anh ấy không cần nổ, anh ấy chuyển tiền cho em luôn. Anh ấy đi về, anh ấy bảo là anh tin tưởng em tuyệt đối. Và anh ấy còn mời em xuống Hải Phòng chơi suốt anh em ạ. Anh ấy lấy tận, có khi anh ấy lấy tận 3 con rồi. Nhưng cứ, trước hết là em cứ chở trước cho anh ấy một con đã. Đây là máy C300 nhá. Máy này là một tấc 14, nó cũng như máy 4 số áp, nhưng con này là 2 số áp anh em ạ. C300 nó là 300 PS. Máy nghĩa địa anh em ạ. Dây co dầu, nước sơn nó vẫn còn 7 màu. Máy này thì giá nó rẻ thôi anh em ạ. Máy này thì nó giá nó cũng rẻ thôi vì nó cũng không phải là đẹp xuất sắc nhá anh em nhá. Máy này hay lắp trên con xe Đông Phen 3 chân cái thứ ấy anh em ạ. Chạy hay chạy máy này. Đây, màu sữa này. Máy Trung Quốc nhá anh em nhá. Máy cực đẹp, cực chất luôn. Nổ đi em. Cảm ơn tất cả những gì mà anh trai đã tin tưởng và ủng hộ em nhá. Không biết lấy gì hơn là ngoài là việc là mang lại cái giá trị và cái sản phẩm tốt nhất để không phụ lòng tin mà anh trai Hải Phòng đã dành cho em. Giờ sẽ cho anh em thợ lủ máy đây. Em du luôn nhá. Quá êm luôn. Không có tí khói nào luôn à. Không khói luôn nhá. Không đổ hôi. Nhá, quá ok luôn. Không có một tí khói, không có một tí đổ hơi nào luôn. Không có một tí khói, không có một tí đổ hơi nào luôn nhá. Êm du luôn anh em ạ. Quá chất. Em sẽ đăng video lên kênh nhá. Nếu mà anh em có xem được thì mong anh em hãy cho em một cái lượt đánh giá bình luận về hình thức bên ngoài, chất lượng tiếng nổ con máy này nhá. Và em cũng xin lưu ý là nếu mà cái máy móc của anh em hỏng nó chưa nhiều ấy, anh em chưa cần phải thay cả con máy ấy, anh em cần mua cái đồ vặt gì của con máy này nhá, hay bất kỳ con máy nào khác, anh em chỉ cần chụp ảnh gửi mẫu qua Zalo là em đều có thể tháo ra và bán cho mọi người được. Vì trong những ngày tháng qua em bán được rất là nhiều đơn đồ vặt gửi đi khắp các tỉnh trong cả nước luôn nhá anh em nhá. Và em cũng xin lưu ý là nếu mà mọi người có mua hàng ở trên mạng, anh em phải tìm hiểu thật kỹ xem cái người mình đặt tiền mua hàng, người ta có cơ sở đồng hành không và người ta có làm ăn uy tín hay không nhá anh em nhá, để tránh những trường hợp người bị lừa rất là nhiều. Anh em người ta báo giá gửi hình ảnh video một con máy rất là đẹp nhưng báo giá rất là rẻ rồi chuyển tiền cọc rồi mất tiền cọc, bị nhiều lắm anh em lưu ý nhá. Và em Hưng cũng xin
Nhắc nhở với mọi người là bên cơ sở em có đầy đủ tất cả các loại động cơ xe tải, từ tải trọng nhỏ đến tải trọng lớn, các loại động cơ tàu thuyền ra biển đánh cá, máy hút cát, không thiếu một cái loại động cơ gì nhá anh em nhá. Anh em cần mua máy móc gì thì anh em cần tư vấn gì thì mọi người có thể gọi điện trực tiếp vào hai số điện thoại của em, hoặc là nhắn tin qua Zalo, hoặc là bình luận trên các nền tảng TikTok, YouTube. Em sẽ tư vấn miễn phí cho anh em làm sao có thể mua được cái dòng sản phẩm nào nó phù hợp nhất với công việc và điều kiện kinh tế của mọi người. May mắn thì không bao giờ đến với những người không biết cố gắng em ạ. May mắn nó không bao giờ tự nhiên rơi vào đầu mình cả. May mắn là nó sẽ chỉ đến với những người làm ăn uy tín này, chuẩn chỉ, ok thôi anh em ạ. Một lần nữa em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến anh trai ở Hải Phòng nhá. Cảm ơn anh đã đặt chọn niềm tin vào cơ sở của em. Cảm ơn tất cả các quý khách hàng đã dành ra những cái thời gian quý báu của mình để xem và theo dõi những cái video của em đã ra nhá. Xin chân thành gửi lời cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video con máy tiếp theo nhá. Cảm ơn tất cả mọi người. Ok.